Gì? Tới lâu quá vậy? Kẹt xe hả? Ừ. Lẹ lẹ nha. Chậm ri à. Bực bội ghê vậy đó. Hẹn người ta 3 giờ, giờ này 4 giờ rồi chưa thấy lù lù tới nữa. Mà sao cũng ngộ ghê nha. Tự nhiên rồi mình không tâm tình tâm sự với ai hết trơn à. Tự nhiên mình tâm sự có mình bả là sao ta? Không lẽ bả cho mình uống cái gì hay sao? Có ai nhà không vậy? Rồi bả tới rồi đó. Có tới ai rồi. Nhà không vậy? Có rồi, vô đây. Gái cái đang ở đâu vậy? Ở phòng khách nè. Gái. Trời ơi kìa. Vô đây. Mẹ đi. Gì đâu? Đây nè. Ngồi chế trời, giọng gái vui quá à. Ngồi đâu được đây? Ngồi đó đi. Ngồi đây hả? Ừ. Trời ơi. Dạ. Ngồi không có rốt thì niệm đau mông quá. Ấy anh nó trễ gì vậy? Trễ gì rồi, ngoài đường xe kẹt, trời vô đây hả, mày ngập nước phải xăng quần lên là trời dạ. Muốn chết luôn bà ơi. Mà sao bữa nay đi đâu mà thấy ăn mặc lịch sự như vậy? Mình là ghé nhà lành mới ăn, che ngực lại chứ. Trời ơi, sao tôi mệt bà quá à. Gì vậy? Tôi nhìn thì bà cũng được đó mới đó nha. Nhưng mà tôi nhìn một hồi tôi chóng mặt bẹo nữa, tôi chóng mặt quá. Ẹo gì tôi lúc nào cũng là tôi đâu ẹo đâu ẹo gì đâu ẹo gì đâu phải tại gái tao hay vậy mà. Mệt quá. Ê, mà nói nghe. Bây giờ tôi có chuyện này tôi muốn nói với bà. Trời thì bà cứ nói đi. Trời dạ. Tôi với bà thân tình nhau, chị em nhau mà tâm sự với nhau. Thì biết rồi. Nhưng mà bà phải hứa với tôi là bà không có được nói với ai nghe nha. Trời bà này chị em nhau thân thiết giờ bà không tin tưởng tôi. Tôi đó giờ có nhiều chuyện gì đâu. Bà cứ kể chị hai chị em mình biết thôi. Thôi tôi nhìn mặt bà gian quá. Bây giờ bà thề thì tôi mới tin. Trời thề gì nữa. Ừ. Thiệt. Hồi đó giờ tôi với bà thân tình quá. Mấy bữa trước là tại vì trai nó hỏi tôi mới trả lời. Còn chuyện này chuyện quan trọng nó mới nói thề phải không? Ừ, thề đi tôi mới tin. Có à. Thề nè. Sao? Giờ chuyện của tôi với bà á, mà lòi ra ngoài á, người ta biết á, đó cho trai đẹp hốt tôi về làm vợ luôn đi, hốt tôi về luôn, ba bảy tám thằng, bảy tám thằng trai đẹp bu lại hốt tôi luôn, hốt luôn đi, đó cho tôi chết, tôi chết luôn đi. Trời ơi, thề. Bà thề hay là bà ước vậy? Bà giận, giận bà quá tôi về luôn à. Thôi, làm gì mà giận ổng ẻo người giống y như là bà gái kỳ quá. Thì tôi đàn bà mà. Tôi con gái. Lộn. Ê, tôi nói bà dịu dàng. Nhưng mà là tôi nói bà nghe nè. Bà biết được sao không? Mấy bữa nay á, không biết cái chân tôi làm sao á. Mà nó nổi lên đớm vậy nè. Mà nó ngứa lắm. Cái chân? Ừ. Nó đớm. Đớm đỏ đỏ á. Đỏ đỏ? Ừ. Ngứa? Ừ. À, không có gì đâu. Sao? Dị ứng. Không có phải đâu. Bà ăn tầm bậy tầm bạ. Dị ứng. Ăn chắc ăn mắm hay ăn gì tầm. Dị ứng. Không phải dị ứng. Dị ứng tôi biết chứ bộ. Dị ứng là chừng 2-3 bữa là nó hết thôi. Còn đằng này á hả. Nó cứ phát đi phát lại hoài hả. Phát đi phát lại hoài luôn. Ừ. Hả? Cái này nè. Sao? Cái này tôi biết. Biết sao? Mặc dù tôi là còn con gái. Chưa có chồng con gì hết. Mà tôi biết tôi kinh nghiệm lắm. Chồng bà ăn nhậu chơi bời nè. Bậy. Đó về nè, xong lay cho bà. Lay chứ. Trời ơi. Bậy bà tôi cũng tưởng ghê quá. Bà nói mình nó mình ghê. Thiệt. Bậy không à. Chồng bà lay cho bà cái bệnh đó là mình ghê lắm á. Mình đỏ đỏ rồi ngứa nè. Phải đâu, chồng tôi đàng hoàng tôi biết lắm. Nhưng mà tôi cũng hơi nghi ngờ. Tôi chỉ nghi ngờ thôi chứ không có chắc gì tại chồng tôi đâu. Chứ sao mấy cục đó làm sao tôi phải nhìn tôi biết được. Bây giờ tôi nói bà nghe, làm gì làm bà cũng kinh nghiệm hơn tôi đúng không? Đúng rồi, nè, tôi mặc dù còn gái nhưng kinh nghiệm lắm. Bây giờ bà coi thử giùm tôi coi đây nè, nó bị gì nè. Đó, bà thấy không nè. Cái gì vậy? Đây nè. Đó, nó bị đớm, nó ngứa lắm á. Gì đâu. Đó. Thiệt, bà coi coi nè. Trời lạ quá, tôi gờ được. Trời, 1, 2, 1, 3, 1, 4, trời nó nổi bấy đùi mà luôn. Trời, cái gì vậy trời? Cái gì xảy ra trong nhà tôi vậy trời? Đuôi nè. Mày cái gì ngon chứ? Mày dám dắt nhân tình về nhà hả? Mày dám lấy phi trong nhà hả? Tôi là con gái. Mày định dám chân mày bỏ mày chạy hả mày? Hả? Tôi con gái,
tôi con gái, anh nói con gái rồi. Rồi rồi rồi, rồi 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 mày là con gái. Trời ơi, tao nói sập tao nổi da gà luôn nè. Mà mày tên gì? Anh mà nói em là con chim bé nhỏ. Đó. Rồi, mày là con đại bàng á chứ con chim. Rồi, con chim bé nhỏ. À, trời ơi, mà sao mắc mới gì mà em bị cái gì mà em cho nó coi chân cô cắn em vậy? Hả? Trời tại ơi, vì bà là mới bị cái gì đó. Em biết mấy bữa nay em bị cái gì? Biết sao nữa nè, anh coi cái chân em á. Nó nổi lên vậy nè. Mà nó ngứa lắm. Nổi bay em đùi sợ quá rồi. Trời đất ơi, cái kiểu này là hình như là em bị chàm rồi đó. Cái này đó phải đi khám bác sĩ. Rồi bác sĩ mới biết, mới tư vấn cho em điều trị. Chứ nó biết cái gì mà giật chân giật cẳng cho nó coi hả? Em không có biết, bởi vậy em sợ em mới kêu nó coi giùm em thôi chứ đâu có gì đâu. Em á, mai mốt bị cái gì á, hỏi anh. Rồi anh chở em đi bác sĩ. Có gì đâu mà em phải ngại ngùng vợ chồng với nhau không à. Mà giấu giếm gì ba cái chuyện này, tại để vì, hiểu lầm với nhau. Tại vì em thấy anh bận rộn quá cho nên em ngại, em cũng không muốn nhờ anh. Với lại em cũng không biết nó bị cái gì nữa. Thì sẵn em kêu nó qua cho nó coi giùm em thôi, đâu có gì anh đâu. Hiểu rồi. Mai á là thằng này nó bóng á, ý quên, thằng này nó con gái á, thấy chưa? Chứ mà con trai á là tan nhà nát cửa rồi đó. Mai mốt bị cái gì á là nhớ nói cho anh biết để anh chở đi bác sĩ nghe chưa? Em biết rồi, anh đừng có giận nữa mà. Anh ấy cái gì? Anh tên gì vậy? Anh tên Út Bự. Anh Út Bự hả? Trời, nhìn là biết anh Bự rồi. Em cũng nhỏ xíu. Anh Út Bự. Cái gì? Cho Út nhỏ hỏi xíu được không? Hỏi cái gì? Trên người Út nhỏ cũng nổi mấy mục gì mà không biết bị gì. Nói gì đâu. À, anh coi giùm em nha. Ừ. À, ở trên ngực em nè, nổi 2 mục. Ở trên đùi em nè, nổi 3 mục. Trời đất ơi. Ở bên mé mông phải em nè, nổi 4 mục. Giờ em lột hết quần áo em ra cho anh coi em bị đó bị gì nha anh. Mày với mày mỏng đi về á, tao quýnh mày đàn ông ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà luôn cái mày. Trời ơi, đừng nhìn em vậy. Trời cháu. Gối mùng đúng là bóng. Tường Vi mến chào quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Và đến với chương trình Cười Vui Sống Khỏe tuần này thì chúng ta sẽ cùng đề cập đến một căn bệnh tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có những ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống và làm chúng ta rất là không thoải mái. Thưa quý vị, và đó là căn bệnh chàm. Nhưng mà bệnh chàm là một căn bệnh như thế nào thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Hoàng Văn Minh, trưởng phòng khám da liễu của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho quý vị khán giả xem đài được biết bệnh chàm là một căn bệnh như thế nào được không ạ? Chàm nó là một cái bệnh viêm da rất là thường gặp ở tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở tất cả các nơi trên thế giới. Đây là một cái bệnh mà có biểu hiện ở ngoài da gồm có những cái phần sau đây. Thứ nhất là da nó đỏ lên, mà từ y học gọi là hồng ban. Trên bề mặt có rất là nhiều cái mụn nước tụ lại thành một cái chùm. Và một cái đặc điểm rất là quan trọng không thể thiếu trong cái bệnh da này đó là ngứa. Ngứa rất là nhiều. Nếu mà diễn tiến tự nhiên của một cái bệnh chàm mà không điều trị thì nó sẽ có qua các giai đoạn sau đây. Thứ nhất là nổi những cái hồng ban mụn nước, sau đó những cái mụn nước đó nó khô bóng mài lại và sau đó tróc ra để lại cái lớp thượng bì nó ráng nhẵn. Và cuối cùng thì do người bệnh gãi nhiều quá thì da nó hằn giống như cổ trâu mà y học gọi là hiện tượng lít cảnh hóa. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân gây nên căn bệnh chàm này là gì ạ? Cái nguyên nhân mà của bệnh chàm đó thì đến nay người ta chưa biết. Và người ta chia bệnh chàm nó làm 2 loại. Một loại là gọi là chàm do cơ địa và một loại thứ hai là chàm do mắt phải. Đối với cái bệnh chàm do mắt phải thì nguyên nhân rất là rõ ràng. Gồm có thứ nhất là do cái tiếp xúc. Có thể là người bệnh người ta tiếp xúc với lại như một số cái chất người ta không thích hợp hoặc là một số hóa chất vân vân. Ví dụ như là có người đeo cái vòng tay làm đẹp, có người đeo cái vòng, có người đeo đồng hồ thì khi người ta gỡ những cái bị dị ứng thì những cái phần đó nó sẽ đỏ, cái đó gọi là chàm tiếp xúc. Hoặc là thứ hai là chàm do nhiễm trùng thì những cái trường hợp đó khi mà mình tìm ra nguyên nhân, mình chữa cái nguyên nhân, chữa nấm, chữa vi trùng thì sẽ hết đó. Nhưng mà bên cạnh đó còn có nhóm rất là lớn, khoảng là hơn 80-90% trường hợp bệnh chàm không rõ nguyên nhân và người ta gọi là chàm thể tạng hay là còn gọi là viêm da cơ địa thì người ta thấy đó là xuất hiện ngay từ nhỏ và có cái cơ địa của gia đình và bản thân cái người bệnh cũng có thể có những cái bệnh khác dị ứng khác kèm theo, ví dụ như suyễn hoặc là trời lạnh nhảy mũi nhiều lần gọi là viêm mũi dị ứng hoặc là bị nổi mề đay. Vậy đối với bệnh chàm này thì chúng ta phải có cách điều trị như thế nào
và mình có thể là trị dứt điểm luôn hay là nó sẽ cứ tái phát đi tái phát lại à? Thì như phần trên tôi đã trình bày thì nó chàm nó có hai nhóm, thì đối với bệnh chàm có nguyên nhân thì chúng ta hoàn toàn có thể chữa dứt điểm luôn, với điều kiện là chúng ta kiếm ra nguyên nhân và chúng ta giải quyết các nguyên nhân đó. Cái mà đối với cái chàm cơ địa thì chúng ta phải biết như thế này, do diễn tiến của cái bệnh chàm đó thì nó sẽ lúc đó nó sẽ đi theo cái hình cao nguyên, nghĩa là bệnh chàm sẽ đi, có những giai đoạn vượng bệnh lên, đứng lại xuống và sau đó thì bệnh chàm sẽ tái phát trở lại. Do đó mục đích của mình điều trị là như thế nào, mình sẽ có gồm có hai phần, một phần là điều trị tấn công và phần thứ hai là điều trị phòng ngừa. Đối với cái điều trị tấn công là khi bệnh xảy ra thì lúc đó là giai đoạn vượng bệnh thì da nó sẽ có đỏ, rồi mụn nước, rồi khô đóng mày vân vân. Thì đối với những giai đoạn đó thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải cho sử dụng thuốc bôi thích hợp. Thì một cái cách mà hiểu dễ dàng nhất là bệnh ở giai đoạn nào, biểu hiện da như thế nào thì thuốc bôi như thế đó. Thì thuốc bôi có thể đang chảy nước thì thuốc sử dụng sẽ là dung dịch. Giai đoạn khô đóng mày thì thuốc sử dụng sẽ là kem. Và ở giai đoạn mãn tính là da dày lên thì thuốc sử dụng sẽ là mỡ. Và một cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta phải kiểm soát ngứa. Tại vì nếu bệnh nhân mà vẫn trong chàm ngứa rất là nhiều, nếu mình không giải quyết được cái ngứa thì bệnh nhân sẽ cào gãi thì làm cho tình trạng chảy nước nó dễ bị nhiều hơn nữa. Về đối với cái giai đoạn mà để phòng chống tái phát, để kéo khi mà khỏi rồi thì mình sẽ cái giai đoạn mà phòng chống tái phát. Thì phòng chống tái phát đó chính là tránh những cái yếu tố thuận lợi làm cho bệnh chàm nó bùng phát hoặc là nặng hơn. Thì những yếu tố thuận lợi đó có thể đó là do cái môi trường sống, giống như là bụi bặm, có thể là do cái áo quần của mình mặc đó, có bằng lông thú hoặc là bằng vải lan sợi thì nó sẽ bị nhiều hơn, như sợ bông nó, sữa tắm thì mình phải tránh hết, mình tránh thay đổi đổ nhiệt độ đột ngột. Ví dụ bệnh chàm ta thấy là có hiện tượng khô da nhiều xuất hiện khi thay đổi nhiệt độ, như thời tiết lạnh quá hoặc nóng quá thì có thể là nó xảy ra. Ở trong bệnh chàm nếu mình tắm nước nóng hoặc nước lạnh quá thì bệnh chàm sẽ dễ bị ngứa nhiều hơn, tốt nhất là tắm bằng nước ấm và thoa thuốc ngay sau khi tắm thì tốt hơn. Một cái vấn đề nữa là phải giữ cho cái da không khô bằng cách thoa những cái chất chống ẩm. Và ngoài ra đó mình phải thận trọng với đối với một số loại thức ăn. Cái thức ăn như là mấy thức ăn lên men, đồ biển, đồ phong như bò, gà, vịt khô, cá, mắm, vân vân. Đặc biệt là sô-cô-la, đậu phộng đều có thể gây ra bệnh chàm hoặc làm bệnh chàm nặng hơn hoặc là khởi phát trở lại cái bệnh chàm. Dạ thưa bác sĩ, có một khán giả từ email thảobba@gmail.com đã gửi thư chương trình với thắc mắc như sau. Em bị chàm ở hai chân đã lâu và để lại rất nhiều sẹo. Em đã dùng nhiều thuốc nhưng không hết. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em cách chữa sẹo do bị chàm được không ạ? Những cái vết mà mình thấy ở trên da đó mà mình tưởng là sẹo, thực sự ra đó là những cái tăng sắc tố sau viêm, đó là những vết thâm đen nằm dọc theo hai chân hai tay do mình gãi nhiều quá, da nó bị dày lên rồi nó tăng cái sắc tố, có một số nơi giảm sắc tố, nhìn nó giống sẹo nhưng mà thật sự nó chính là cái hiện tượng nó canh hóa và tăng sắc tố sau viêm. Thì mình có những cái biện pháp, cái tốt nhất đó là tăng sắc tố sau viêm đó nó sẽ tự ổn định nó lợt màu từ từ, với điều kiện mình không có thoa cái gì thêm hết, mình không để tiếp xúc với ánh nắng và mình không có cào gãi nhiều hơn thì cái tăng sắc tố từ từ nó sẽ giảm dần, cái màu nó lợt đi. Sau 6 tháng tới 2 năm thì có thể trở về bình thường với điều kiện không tái phát. Và ra có thể mình có thể sử dụng một số cái thuốc mỡ bôi để chữa nám ở trên mặt để mà sử dụng cho làm giảm bớt cái tăng sắc tố sau viêm này cũng được. Xin cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình và cung cấp cho quý vị khán giả rất nhiều thông tin bổ ích về bệnh chàm ạ. Xin cảm ơn MC Tường Vy và xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mọi thư từ đóng góp quý vị vui lòng gửi về địa chỉ Công ty Truyền thông Ý tưởng Việt, 384/9 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc địa chỉ email ct cười vui sống khỏe a@gmail.com. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.